welcome. Đó, hôm nay đầu bếp Đồng Tháp. Nhà giờ đang tới nhà viên. Đây. Đây là món cá lăng hả con? Dạ cá ngát. Cá ngát. Cá ngát nấu canh chua với lại kho. Đó. Này đúng chất rễ miền Tây nè. Giờ anh rễ miền Tây là chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Ở góc này thì mấy chị bếp trưởng và bếp khó. Còn đây chủ sĩ của chương trình này, Việt Kiều Mỹ, đây Việt Kiều thầy thuốc Canada về bóp chân. Thúy là massage trị liệu. Một tiếng 100 đô ca. Nãy giờ là hàng tiếng rưỡi rồi đó. Em có nằm phiêu không, sướng không? Nó nằm sướng. Ở bà ơi, Việt Nam mà sướng hơn ở Mỹ. Thiệt. Đầu bếp Tiền Giang, đầu bếp Dịch Tảo và đầu bếp Trung Hoa. Rồi thích da nào không? Dạ. Xong rồi, dớt thịt cho chị vào. Ôi bơi hồng cho cái trái dừa vô đây nè. Bỏ cái lỗ luôn, cho cái lỗ kia. Bỏ phòng mình. Mẹ nọ, mọ mụ dùm lưng luôn. Ý là má có. Giữ lại rồi. Nếu mà bây giờ cái me là me cờ no cái má nha. Nếu bỏ me cờ no này vô là bị mặn đó. Nghe mẹ cần nó, ra có độ mạnh luôn. Giờ đây nước mình nè, nước lợt lợt.
Làm lo đi chung. Bữa nay đâu có lái xe chở ai đâu. Bữa nay là nhà không đi đâu hết đó. Vậy hả? Rồi, cùng ly cho sớm tụ đi. Em đại diện chồng em cùng ly đi. Ôi, thiệt luôn á. Vui quá à, thiệt quá. Vui quá à, mấy anh chị ở đây chủ nhật về nha. Má là mâm trên rồi. Đủ rồi. Yeah, chúc cả nhà ngon miệng vô. Mẫu hậu phải ngồi thi một chỗ. Mẫu hậu đâu có chịu ngồi chung với lại các quan thần. Rồi, chúc má ngon miệng. Con tội nghiệp con quá, con đói bụng đúng không? Để mẹ làm cơm cho con ăn nha. Oh,
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake excuse. Trời ơi.
cô ơi, chừng nào mà cô chụp mỏi tay á. Dạ. 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 Cánh của mình là chống tiêu về á, nên là nó chụp máy một bên trước đi. Đấy nè, nữa rồi, ok rồi. Nói cười nó đi, không thôi lấy nó về ông cho nó coi bát á. Hết được che che đâu, nội phải để cái món kia đó, cái đó vô. Có hết máy đi, kiểu đi. Có rõ. Đó nha, 1, 2, 3 nè. 2, 3 nè. Rồi, 1, 2, 3 nè. Con gì đây? Đẩy ra nó đi, còn nắng còn tốt á. Đẩy lấy chụp ngược qua lấy hồ Xuân Hương đẹp lắm. Ừ, đang chụp cho vợ đó. Nhật Bản nha mọi người, coi đường mỗi đường mình sẽ bỏ sữa để cho nó mềm gà nhé các bạn. Nào lấy đồ bây giờ.
Dạ. Thay vì bỏ đường mình sẽ bỏ sữa đặc để cho nó vừa ngọt nhưng mà nó vừa mềm nhẹ. Đó là tip mình học được. Learn on đó, TikTok. Có thấy cái này nếu như mặn thì đó là mẹ mình. Đổ lại ngược lại. Nó đã có hơn một miếng mắm rồi. Mọi người chắc cái lượng sữa đặc này cũng vừa. Chị bỏ vô luôn. Ta lấy này ra luôn không? Ta lấy nó luôn mày. Cũng được hả?
với mình. Ủa bà vô luôn đi. Mới góp được cái đâu làm cái gì đó. À, chỉ cho bà coi nè. Ai vô nhập tiền đầy đủ đi, cái gì nướng tí. Trời ơi, đi rồi, trời xuống. Mình chưa có kinh nghiệm. Không biết mình chưa được. Mình biết nó nói nó ăn rồi nó nói. Chắc tí cũng không biết. Nhìn thấy kiểu tí sang cái rồi nó làm đi. Không mà không để mình cứ tí vô thì cứ 20 con này. Nhưng mà hồi đó là con thích con kia hơn. Vậy mà cũng tin thôi thì rồi phát để xe lại đi rồi tụi mình cút qua bên kia chụp hình rồi quay phim rồi. Bà Huy Hồng qua bị mấy đứa nhỏ nó dập quá là Huy Hồng này đuối không ăn sáng được luôn. Không dập anh ơi, bánh mì que. Bánh mì que à. Hôm qua bà Huy Hồng phát biểu đây là đầu tiên bà Huy Hồng nhậu dữ vậy. Nhạc về mà nhậu không biết xỉn mới chết chứ. Đó, mà tới trình sáng đó nó mới dập rồi, nó dập ngược rồi. Bây giờ đây gia đình đi ngay đồi cỏ hồng chụp hình, nhưng mà có một điều là tháng này thì cỏ hồng chưa mọc cho nên chưa có đẹp lắm. Tầm khoảng 10 tháng 11 á thì nè cái thùng lũng này nó sẽ mọc cỏ hồng rất là đẹp. Đình đang đưa lão bà tới. Lỡ vào bào biếu. Dạ. Ồ phải rồi đó. Lui về luôn đi lỡ. Bó tài. Hé thì qua bên kia đi. Chứ giờ sao. Thôi rồi chụp hình xong rồi chụp hình.
Combo ha. Không bao giờ cho trắng à, cho trắng. Thôi em từ từ cứ ăn đi. Lấy cái gạch thôi cho em nha chị. Rồi ăn nè. Trắng. Dạ ăn đi em. Không chỉ mà ở đây ít bọt lạnh lắm. Phải chở hùng gà. Không, kêu đi ăn đi, ăn uống luôn trả tiền. Ăn nữa là kêu nghe ông gai lắc canh vô là chờ lâu đó. Thôi em không ăn nữa rồi mình đi. Tám người tám cái đó, lên không ăn chị kêu tám cái. Trời ơi. Ừ, mỗi người cũng biết. Trời ơi, em ăn là ghiền luôn á. Chưa bao giờ ăn một điều đi, một điều đi. Em ăn là ghiền luôn. Thank you.
ngon rồi.